Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 8, Quyển 14, Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Giảng giải, tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh gì? Thanh tịnh thân miệng ý ba nghiệp. Ba nghiệp thanh tịnh tức là thánh nhân, ba nghiệp chẳng thanh tịnh tức là phàm phu. Ba nghiệp hợp với tiêu chuẩn tức là thiện, chẳng hợp tiêu chuẩn tức là ác. Trước hết nói về 10 điều ác của ba nghiệp, ngược lại tức là 10 điều thiện. Đây là mỗi Phật giáo đồ phải thấu hiểu mà giữ gìn. Do đó đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Một, thân có 3 điều ác: giết hại, trộm cắp, tà dâm. A, giết hại tức là sát sinh. Tại sao thế giới có chiến tranh? Là vì giết hại quá nặng, tàn sát với nhau. Đời trước anh giết tôi, đời này tôi giết anh, báo ứng tuần hoàn, nhân quả chẳng sai. Người xưa nói, thiên bách niên lai oản lý canh, oán thâm tợ hải hận nan bình, dục tri thế thượng đao binh kiếp, thả thính đồ môn dạng bán thanh. Tạm dịch, ngàn xưa tới nay một nồi canh, oán sâu như biển hận khó tan. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm. Phật nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Như vậy nhìn lại, chúng ta sát hại một chúng sinh, đồng như sát hại một vị Phật. Cho nên Phật giáo cấm giới giết hại. Chẳng những cấm giới giết hại, mà còn cổ lệ phóng sinh, vì chúng sinh đều là lục thân quyến thuộc trong quá khứ. Người người chẳng giết hại, người người chẳng ăn thịt, thì thế giới chắc chắn sẽ hòa bình. Người người hòa bình với nhau, tử vi đối đãi với nhau, tức là thế giới cực lạc ở nhân gian. B. Trộm cắp. Phàm là chẳng nói mà lấy, gọi là trộm, chiếm lấy của cải là cắp. Người thời xưa liêm khiết tức là một cọng cỏ không đem cho người, một cọng cỏ không lấy của người. Đây là tự giữ liêm khiết, biểu hiện của thanh tịnh đạm bạc. C. Tà dâm. Từ vô thủy kiếp đến nay, tâm dâm dục chẳng dễ gì thanh tịnh. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nghĩa là tâm dâm chẳng trừ thì chẳng khỏi, chẳng ra khỏi trần lao. Nếu tâm dâm dục chẳng đoạn trừ mà muốn tu hành thì chẳng thể thành công. Giống như nấu cát làm cơm chẳng có việc ấy. Người tu hành nhất định phải thanh tâm quả dục, đoạn dục khởi ái mới nói đến chân chánh thanh tịnh. Ba nghiệp mới chẳng có lỗi lầm. Do đó, thần không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi. Đây là ba pháp ở trước trong 18 pháp bất cộng. Hai, miệng có 4 điều ác, tức là nói dối, theo dệt, hai lưỡi, chửi mắng. A, nói dối, tức là nói lời không thật, chuyện không nói có, chuyện có nói không, hư vọng chẳng thật. B, theo dệt, tức là nói những lời chẳng thanh tịnh, thước nói chuyện nam nữ. Có khi dùng miệng nói, có khi dùng bút biên, khiến cho người nghĩ tưởng mông lung. C, chửi mắng, tức là thích mắng người, mở miệng hại người, khiến cho người sinh phiền não. D, hài lưỡi, tức là làm cho ly gián, khiến cho hai bên hiểu lầm. Chuyên môn làm chuyện thị phi thì nhất định đọa vào địa ngục. Chúng ta tạo nghiệp ác đa số là do khẩu nghiệp tạo ra. Do đó có câu, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Đây là lời nói rất chí lý, cũng là nói về kinh nghiệm làm kim châm. 3. Ý có 3 nghiệp, tức là tham sân si. A, tham, tức là tham dục. Tham chẳng biết chán, càng nhiều càng tốt, chẳng lúc nào biết đủ. Chẳng biết đủ thì thường lo sầu, biết đủ thì an vui. Người thế gian chẳng phải tham danh lợi, thì tham ăn, tham sắc, ai cũng có xí đồ của họ. Đây tức là tâm tham tác quái, cuối cùng thì thân bại danh liệt, hoặc nước tan nhà mất. B, sân, tức là sân hận, cũng là nổi giận. Tham chẳng được thì nổi sân hận. Do đó có câu, một niệm sân nổi lên, 80.000 cửa chướng mở ra. Phải biết lửa lớn vô minh hay thiêu hủy rừng công đức. Người tu hành nên nhớ không thể nổi giận, phải tu pháp môn nhẫn nhục, nhẫn việc người không thể nhẫn được. Đó mới là bổn phận của người tu hành. C, si, tức là ngu si, tức cũng là si tâm vọng tưởng. Không nên vọng tưởng mà vọng tưởng, không đáp được,
mà muốn đắc được. Ví như người thích ngắm hoa thì hoa đẹp thường khiến mỗi sáng sớm đẹp. Người thích ngắm trăng thì nghĩ trăng sáng ngại gì đêm đêm tròn. Người thích uống rượu thì nghĩ hết thảy suối nước đều biến thành rượu. Người thích dùng tiền thì nghĩ ước gì lá trong rừng đều biến thành tiền. Đó đều là vọng tưởng của người ngu si. Trong văn Đại Sám Hối có nói: thuở xưa tạo ra các nghiệp ác đều do vô thủy tham sân si, từ miệng ý phát sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Thành tâm sám hối như thế thì ba nghiệp mới thanh tịnh. Do đó người tu hành phải sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Đây là pháp môn cơ bản. Hạnh là hành vi, mỗi ngày phải phản tỉnh. Những việc làm trong một ngày có thanh tịnh chăng? Nếu thanh tịnh thì phải nỗ lực khiến cho càng thanh tịnh. Nếu chẳng thanh tịnh thì phải sửa lỗi làm mới lại. Do đó có câu: cầu nhật tân, nhật nhật tân, hiệu nhật tân. Nghĩa là nói, nếu như hôm nay rửa cấu bẩn cho thanh tịnh, về sau ngày ngày phải rửa cho thanh tịnh, phải tiếp tục rửa cho thanh tịnh không ngừng nghỉ. Chẳng những thần thanh tịnh mà tâm cũng phải thanh tịnh. Chúng ta người tu hành phải khiến cho thân tâm chẳng có phiền não, tức cũng là ba nghiệp thanh tịnh. Tây Thiền Tổ thứ tư Tôn giả Yuba Cúc Đa, sư phụ của Ngài dạy Ngài mỗi ngày phản tỉnh, dùng đá nhỏ trắng đen để ghi dấu. Mỗi khi khởi một niệm ác thì bỏ một hòn đá đen, mỗi khi khởi niệm thiện thì bỏ một hòn đá trắng. Khi bắt đầu thì đen nhiều trắng ít, dần dần trắng đen bằng nhau, 7 ngày sau chỉ thấy toàn đá trắng, chẳng thấy đá đen. Đây là phương pháp tu hạnh thanh tịnh. Phẩm thanh tịnh hạnh này là pháp môn của Bồ Tát tu, cũng là pháp môn chúng ta tu hành giữ gìn. Ở trước nói về tín giải môn, bây giờ nói về hạnh chứng môn. Khi tin hiểu rồi mà chẳng tu hành thì chẳng chứng quả. Phật giáo thì cung hành thực tiễn, lấy thân làm phép tắc, phải thật sự y pháp tu hành. Biết bao nhiêu thì hành bấy nhiêu, do đó biết hành hợp làm một. Thần biết mới thật hành, thật hành mới thật biết. Người tu hành phải chú trọng về thực hành. Nếu chú trọng về lý luận thì dù nói được hoa trên trời rơi xuống, hoa sen dưới đất vọt lên, nhưng chẳng tu hành thì cũng giống như nói các món ăn ngon mà không ăn thì cuối cùng cũng chẳng được lợi ích gì. Phẩm này là phẩm thứ 11 của Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm tịnh hạnh thứ 11. Kinh văn: bấy giờ Bồ Tát Trí Thủ hỏi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi rằng, lúc đang nói phẩm tịnh hạnh thì Đại Bồ Tát Trí Thủ đại biểu cho đại chúng hướng về Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi để thỉnh pháp. Làm thế nào để khiến cho chúng sinh biết pháp môn tu hành? Làm thế nào đắc được Bồ Tát quả vị? Phẩm này đề ra 20 câu thế nào, phân làm 11 đoạn, mỗi đoạn có 10 câu. 10. Biểu thị đạo lý trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Kinh Hoa Nghiêm tức là đạo lý này là cảnh giới viên dung vô ngại, vô ngại viên dung, suốt thuở vị lai nói cũng không hết. Tại sao? Vì nó là trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Phẩm này có 141 nguyện, mỗi nguyện đều vì chúng sinh mà tu hành. Phàm là Phật giáo đồ đều phải phát nguyện, y theo nguyện tu hành, lập định mục tiêu, quán triệt thủy chung, rất sớm sẽ thành tựu. Điểm này hy vọng mọi người đặc biệt chú ý. Phật tử, Bồ Tát làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp chẳng lỗi lầm? Làm thế nào để được không hại thân ngữ ý nghiệp? Làm thế nào để được không thể hủy thân ngữ ý nghiệp? Làm thế nào để được không thể hoại thân ngữ ý nghiệp? Làm thế nào để được thân ý nghiệp không thối chuyển? Làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp không thể động? Làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp thủ thắng? Làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh? Làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp chẳng ô nhiễm? Làm thế nào để thân ngữ ý nghiệp được trí dẫn đạo? Làm thế nào là hỏi, đây là hỏi chồng nhân gì, có thể đắc được quả gì? Những pháp thần đại sĩ cùng nhau đề ra vấn pháp để biểu hiện đạo lý nhân quả. Bồ Tát Trí Thủ, Ngài có đại trí huệ, cho nên thủ lãnh trí huệ. Ngài thỉnh vấn Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi 10 vấn đề, làm thế nào đắc được ba nghiệp thanh tịnh? Phật tử, xin Ngài từ bi. 1. Tất cả Bồ Tát tu hành làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp chẳng có lỗi lầm? Phải sinh tu giới định huệ thì thân ngữ ý nghiệp sẽ chẳng có lỗi lầm.
phải diệt trừ tham sân si thì ba nghiệp sẽ thanh tịnh. Đây là phương pháp Bồ Tát đắc được thân ngữ ý, ba nghiệp chẳng có lỗi lầm. Hai, tất cả Bồ Tát tu hành làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp chẳng thương hại thì phải dùng kiên, thành, hằng ba chữ để làm cơ sở. Có tâm kiên cố, tâm thành thật, tâm thường hằng, chẳng bị ô nhiễm làm thương hại thì thân ngữ ý nghiệp sẽ tự nhiên thanh tịnh. Khi Bồ Tát tu hành thì phải cẩn thận coi chừng, luôn luôn chú ý, không tạo tất cả điều ác, nguyện làm tất cả điều lành. Ba, tất cả Bồ Tát tu hành thì làm thế nào để được thân ngữ ý không thể hủy phạm ở trên thương hại là ở ngoài đến phá hoại. Bây giờ hủy phạm là duyên bên trong phá hoại, khiến cho mình phạm giới ba nghiệp, cho nên phải giữ gìn giới luật cho cẩn thận, bằng không phạm giới thì thân ngữ ý nghiệp sẽ chẳng thanh tịnh. 4. Tất cả Bồ Tát tu hành làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp không thể phá hoại? Tu ba nghiệp như kim cang thì bất cứ cảnh giới nào cũng không thể phá hoại được. Nghĩa là tu thiền định, có định rồi thì chẳng bị cảnh giới chuyển, mà chuyển được cảnh giới. Tóm lại, chẳng động tâm thì ba nghiệp sẽ thanh tịnh. 5. Tất cả Bồ Tát tu hành làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp chẳng thối chuyển? Bất cứ tu pháp môn gì phải có thủy có chung, không thể giữa đường mà sinh tâm thối chuyển. Phải có tinh thần kiên nhẫn bất khuất, chẳng thối lùi mới có sự thành tựu. Có người phát tâm tu hành chưa được mấy ngày thì sinh tâm thối chuyển, giống như tu ngủ ngồi cảm thấy chẳng thoải mái, chẳng bằng nằm ra ngủ. Đây là sinh tâm thối chuyển. 6. Tất cả Bồ Tát tu hành làm thế nào để được thân ngữ ý không thể dao động? Tu ba nghiệp thành kiên cố thì bất cứ cảnh giới gì đến cũng không dao động, như vậy thì không thể tạo nghiệp ác. 7. Tất cả Bồ Tát tu hành làm thế nào để đắc được thân ngữ ý thủ thắng? Chẳng những chẳng tạo nghiệp ác mà còn trở thành công đức thiện thủ thắng, tức là làm nhiều việc có ích cho chúng sinh, tất cả đều vì chúng sinh, cho đến xả bỏ hạnh phúc của mình cũng chẳng tiếc. 8. Tất cả Bồ Tát tu hành làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh? Trừ sạch tư tưởng nhiễm ô thì đắc được nghiệp thanh tịnh. Tại sao chẳng thanh tịnh? Vì có dục niệm, nếu đoạn dục khử ái thì ba nghiệp tự nhiên sẽ thanh tịnh. 9. Tất cả Bồ Tát tu hành làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp chẳng ô nhiễm? Con người từ vô thủy kiếp đến nay vì ô nhiễm làm hại, cho nên thân miệng ý chẳng thanh tịnh, ngày ngày hồ đồ điên đảo, chẳng lúc nào thanh tịnh. Nếu tiêu diệt những tư tưởng chẳng chánh đáng thì tâm sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì ba nghiệp chẳng ô nhiễm nữa. 10. Tất cả Bồ Tát tu hành làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp được trí huệ dẫn đạo? Vì tạo nghiệp ác nên trí huệ chẳng hiện tiền, dùng tâm ngu si để làm chủ, cho nên thân ngữ ý nghiệp chẳng thanh tịnh. Nếu dùng trí huệ để dẫn đạo thì sẽ đi trên con đường chân chánh đại quang minh, ba nghiệp sẽ thanh tịnh. Làm thế nào để được sinh vào nơi đầy đủ, chủng tộc đầy đủ, nhà đầy đủ, sắc đầy đủ, tướng đầy đủ, niệm đầy đủ, huệ đầy đủ, hành đầy đủ, vô ý đầy đủ, giác ngộ đầy đủ? Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thủ 10 vấn đề đầy đủ. Đầy đủ nghĩa là viên mãn chẳng thiếu. 1. Bồ Tát tu hành làm thế nào thường được sinh vào giữa nước lớn, nơi có Phật Pháp? 2. Bồ Tát tu hành làm thế nào để sinh vào nhà tôn quý mà chẳng sinh vào nhà bẩn tiện? 3. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được sinh vào nhà chánh Pháp, tu hành Phật Pháp mà chẳng sinh vào nhà bảng môn tả đạo? 4. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được sắc hình trang nghiêm xinh đẹp mà chẳng phải sắc hình xấu xí khó coi? 5. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp? 6. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được chánh niệm không quên, túc niệm hiện tiền? Nghĩa là có niệm chánh tri chánh kiến, chứ chẳng phải niệm tà tri tà kiến. 7. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được trí huệ chân thật mà khai ngộ? Người có trí huệ tri kiến cao minh, kéo dài thế pháp. Người chẳng có trí huệ thì nhận thức chẳng rõ, không thể y pháp tu hành. 8. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được điều nhu, tu hành khỏi lỗi lầm? 9. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được đầy đủ vô úy, tức là trí lực kiên cường, chẳng nhu nhược, có tinh thần đại vô úy? 10. Bồ Tát tu hành
Làm thế nào để được giác ngộ đầy đủ? Phải tu trí huệ bát nhã, không nhiễm pháp thế gian mà được pháp xuất thế gian thì sẽ khai ngộ. Ấn Độ phân chia giai cấp thành 4, có quý tộc và tiện tộc khác nhau. Quan niệm về chủng tộc rất quan trọng, phân chia giới hạn rất rõ ràng. Quý tộc chẳng đi cùng tiện tộc, dù chùa chiền cũng chẳng cho kẻ nô lệ và kẻ ăn mày vào tham bái, đối đãi chẳng bình đẳng, khiến cho tiện tộc đi đâu cũng bị khinh khi. Truyền thuyết của Bà La Môn giáo là người từ Đại Phạm Thiên Vương sinh ra 4 giai cấp. 1. Bà La Môn Tăng Lữ là từ trong miệng của Đại Phạm Thiên sinh ra. 2. Dòng Sát Đế Lợi quý tộc là từ trên vai Đại Phạm Thiên sinh ra. 3. Dòng Tỳ Xá Thương Mại là từ hông của Đại Phạm Thiên sinh ra. 4. Dòng Thủ Đà Nô Lệ là từ dưới chân của Đại Phạm Thiên sinh ra. Cho nên ai ai cũng muốn sinh vào nhà quý tộc để có thể hưởng được đặc quyền, đi đâu cũng được người cung kính. Bồ Tát có 4 thứ vô úy. 1. Tổng trì vô úy, tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, nơi pháp nhớ giữ mà chẳng quên, ở trong đại chúng thuyết pháp chẳng có sợ sệt. 2. Trì căn vô úy, biết căn tánh của chúng sinh, ở trong đại chúng thuyết pháp chẳng có sợ sệt. 3. Quyết nghi vô úy, khéo giải đáp vấn đề nghi vấn, phá tan pháp tà, ở trong đại chúng thuyết pháp chẳng có sợ sệt. 4. Đáp nạn vô úy, vô lượng chúng sinh đồng thời vấn nạn, theo đó giải đáp, khéo đoạn trừ nghi ngờ của đại chúng, ở trong đại chúng nói pháp chẳng có sợ sệt. Làm thế nào để được thắng huệ, đệ nhất huệ, tối thượng huệ, tối thắng huệ, vô lượng huệ, vô số huệ, bất tư nghỉ huệ, vô giữ đẳng huệ, bất khả lường huệ, bất khả thuyết huệ? Bồ Tát Trí Thù lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 10 vấn đề. Huệ là trí huệ. Trí huệ có trí huệ thật và trí huệ giả. Trí huệ thật là trí huệ bát nhã. Trí huệ này chỉ làm việc lành, chẳng làm việc ác. Trí huệ giả là thế trí biện thông, tuy thông minh nhưng có thể làm thiện cũng có thể làm ác. 10 vấn đề là: 1. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được trí huệ thù thắng? 2. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được trí huệ đệ nhất? 3. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được trí huệ tối thượng? 4. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được trí huệ tối thủ thắng? 5. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được trí huệ vô lượng? 6. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được vô số trí huệ? 7. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được trí huệ bất khả tư nghì? 8. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được vô giữ đẳng trí huệ? 9. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được bất khả lường trí huệ? 10. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được bất khả thuyết trí huệ? Đợi đến kinh văn sẽ có giải đáp tỉ mỉ. Làm thế nào để được nhân lực, dục lực, phương tiện lực, duyên lực, sở duyên lực, căn lực, quán sát lực, samatha lực, tỳ bát xá na lực, tư duy lực? Bồ Tát Trí Thù lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 10 câu hỏi về lực. Lực tức là nhân duyên đủ đạo. Làm thế nào tu hành mới đủ đạo nhân duyên đó? 1. Bồ Tát tu hành làm thế nào đắc được chủng tánh? Trong Nhiếp Luận có nói: Đà văn luận tập, tánh giải hợp một ở trong thức A Lại Gia. Tất cả thánh nhân nhờ trí này làm nhân. 2. Bồ Tát tu hành làm thế nào để dục lạc, thù thắng, đại bồ đề và nhân duyên khởi hành? 3. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được sức phương tiện? Phải y theo 6 thứ phương tiện mới thành tựu bi trí. Do đó bi trí song tu, đây là pháp cơ bản tu hành. 6 phương tiện tức là: 1. Từ bi trông mến. B. Biết rõ các hành. C. Thích diệu trí Phật. D. Không bỏ sinh tử. E. Luân hồi không nhiễm. F. Dũng mãnh tinh tấn. 4. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được nhân duyên thiện hữu khuyến phát? 5. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được cảnh giới quán sát bi trí? 6. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được tín tấn niệm định huệ 5 căn lực? 7. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được sức khéo về tuyển chọn quán sát tự tha xử lý dược bệnh? 8. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được sức samatha chỉ? 9. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được sức tỳ bát xá na quán? 10. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được sức tư duy đáng làm không đáng làm? Chỉ là chỉ tĩnh, quán là quán sát, hợp lại tức là chỉ quán. Chỉ là gì? Ngừng bạt vô minh vọng tưởng.
Ngưng bạt tâm dâm dục, ngưng bạt được thì sinh trí huệ. Quán là gì? Quán sát có còn vô minh vọng tưởng chăng? Còn có tâm dâm dục chăng? Nếu có thì nhất định phải hàng phục nó. Từ xưa có nói, vạn vật tĩnh quán giai tự đắc, tứ thời giai hưng giữ nhân đồng. Vạn vật phải tĩnh quán, tức là chỉ quán. Hay chỉ quán thì sẽ minh bạch đạo lý vạn sự vạn vật, tức cũng là công phu cách vật mà nhà nho nói. Cách vật là đạo lý cùng cứu sự vật, tức cũng là cách trừ vật dục của bạn trở về trong tự tánh. Hay cách trừ vật dục, tức là trở về nguồn cội, rõ tâm thấy tánh, sinh ra trí huệ thì mới tu hành. Nói cho dễ hiểu, đây là công dụng của chỉ quán. Chỉ quán tức là tĩnh lự. Lúc ban đầu tu thì tĩnh là chỉ, lự là quán. Khi tu thành thì tĩnh là định, lự là huệ. Tu chỉ quán là pháp môn của Tông Thiên Thai. Tu pháp môn thiền định là thiền tông. Kỳ thật, người tu hành đều phải tu hai pháp môn này, bất quá hai tông này thiên trọng mà thôi. Tu chỉ quán có thể khiến cho mạch máu ngừng lại, hơi thở ngừng lại, ý nghĩ ngừng lại, tri giác ngừng lại, xong chẳng phải là người chết. Trong đại học có nói, biết ngừng rồi mới có định, định rồi mới vắng lặng, lặng rồi sau mới an, an rồi sau mới nghĩ, nghĩ rồi sau mới được. Được cái gì? Được minh bạch. Minh bạch là ở trong sự quan sát sinh ra, tức cũng là tứ thời giai hưng giữ nhân đồng. Tứ thời là bốn mùa xuân hạ thu đông, giai hưng tức là sự khoái lạc cao hứng nhất. Sự việc này chẳng phải tự mình độc chiếm hưởng thụ, mà khoái lạc với hết thảy mọi người, do đó cùng vui với dân. Đây mới là khoái lạc chân chánh. Người tu chỉ quán thì trước hết ngưng bạt tất cả vọng tưởng tập khí, thì sẽ sinh ra trí huệ, biết tất cả pháp lành, để quan sát tất cả sự vật mới minh bạch được. Người minh bạch thì sẽ không làm việc điên đảo. Người xưa nói, biết đủ không nhục, biết ngừng không nguy. Phải biết đủ thì không bị khi nhục, chẳng biết đủ thì sẽ sinh tâm tham. Có tâm tham thì hay bị khi nhục. Tại sao? Vì đó đây đều tham, bạn tranh tôi đoạt mà sinh ra tâm đấu tranh. Có tâm đấu tranh thì hiện tượng hơn thua. Người thắng thì kiêu ngạo, kẻ thua thì nhục nhã. Nếu biết đủ thì chẳng có tâm tham, chẳng bị nhục nhã. Bất cứ làm việc gì đều giữ quy củ thì chẳng có nguy hiểm. Nếu chẳng biết đủ, chẳng biết dừng lại thì chịu nhục nhã và nguy hiểm. Người tu trì quán trước hết phải dừng lại gốc tham, sau đó quán sát gốc tham có còn tồn tại chăng. Có sức lực trì quán rồi thì mới tu thiền định, mới có sở thành tựu. Chỉ tức là đừng làm các điều ác, quán tức là làm các điều lành. Chúng ta tu hành không cần biết quá nhiều, biết nhiều thì chẳng tu hành, ngược lại lầm lẫn sự việc. Nếu hữu dụng công phu thiền trên miệng lưỡi thì nói rất hay nhưng hành chẳng ra gì, như vậy chẳng có ích gì. Giống như cây nở hoa mà chẳng kết trái, tuy nhiên hoa đẹp nhưng chẳng kết trái thật thì có ích gì. Làm thế nào để được uẩn khéo léo? Giới khéo léo, xứ khéo léo, duyên khởi khéo léo, dục giới khéo léo, sắc giới khéo léo, vô sắc giới khéo léo, quá khứ khéo léo, vị lai khéo léo, hiện tại khéo léo. Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi 10 vấn đề khéo léo. Khéo léo tức là pháp phương tiện khéo léo. Một, Bồ Tát tu hành làm thế nào để được năm uẩn khéo léo? Năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức. Ở trong tâm kinh có nói, Bồ Tát quán tự tại thực hành sâu vào bát nhã ba la mật đa thì thấu rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Bồ Tát quán tự tại là danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta, chúng sinh đều là hóa thân của Bồ Tát Quán Tự Tại. Mình phải hồi quang phản chiếu Quán Tự Tại, quán giác mình có tự tại chăng? Tự tại tức là Bồ Tát, chẳng tự tại tức là phàm phu. Làm thế nào để được quán tự tại? Phải nhìn xuyên thủng, phải buông xả. Chẳng có mọi sự chấp trước, đó là tự tại. Nhìn chẳng xuyên thủng, buông chẳng đặng, chấp đông trước tây, đây là chẳng tự tại. Không tự tại thì chạy tán loạn, có lúc chạy đi lên trời, có lúc chạy xuống địa ngục, chạy vào chạy ra, trong sáu nẻo luân hồi, chẳng tạm nghỉ. Muốn được tự tại thì phải tu pháp môn bát nhã ba la mật đa, có đại trí huệ rồi thì sẽ đến được bờ kia, mới chiếu thấu năm uẩn đều không,
Lúc đó, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ tức là không, không tức là thọ. Ba uẩn kia tưởng hành thức cũng là như thế. Dùng pháp môn phương tiện khéo léo để nói rõ đạo lý năm uẩn đều không, khiến cho chúng sinh biết năm uẩn là không, chẳng thật có. 2. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được 18 giới khéo léo? 18 giới là 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, và 6 trần, sắc thanh hương vị, xúc pháp, cùng với 6 thức, 6 căn đối với 6 trần, ở giữa sinh ra 6 thức, 6 căn 6 trần, khiến cho chúng ta khởi vọng tưởng, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thần giác xúc, ý biết pháp thì cảnh giới lai truyền. Do đó có câu, mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe chuyện đầy tâm chẳng hay. Có được công phu như thế, thì sẽ chuyển được cảnh giới, sẽ đắc được tự tại. Mắt chẳng bị sắc trần chuyển, thì chẳng tham trước sắc đẹp. Tai chẳng bị thanh trần chuyển, thì chẳng tham trước tiếng hay. Cho đến mũi lưỡi thân ý cũng lại như thế. Chứng được sơ quả A-la-hán gọi là nhập lưu, nhập vào dòng thánh nhân pháp tánh. Ngược lại, dòng sáu trần phàm phu, lúc đó đối với sắc thanh hương vị xúc pháp chẳng dao động. Cho nên cổ đức nói, suốt ngày ăn cơm chưa ăn một hạt cơm, suốt ngày mặc y chưa mặc một sợi tơ. Đây là nói ăn cũng vô tâm, mặc cũng vô tâm, chẳng chấp trước ăn cơm mặc y phục, tức cũng là chẳng nhập vào cảnh giới sắc thanh hương vị xúc pháp. 3. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được 12 xứ khéo léo? 12 xứ là 6 căn và 6 trần. Nếu khéo léo vận dụng 12 xứ để tu hành, thì chẳng bị 6 căn 6 trần làm lay chuyển, mà chuyển được 6 căn 6 trần, thì có thể trợ giúp thành tựu đạo nghiệp, không thể lợi dụng nó thì sẽ bị phá hoại đạo nghiệp. Giống như khéo dụng binh thì bách chiến bách thắng, không khéo dụng binh thì bách chiến bách bại. 4. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được duyên khởi khéo léo? Nhân khởi của sự vật là duyên khởi. Khéo léo biết tất cả các pháp vốn là không, không vô sở hữu, lại biết giả danh là bất hoại. Tuy là giả danh thì không cần phá hoại nó, mà lưu trước phân biệt tất cả các pháp thật tướng. Bất cứ có nhân duyên gì sinh khởi đều phải dùng pháp phương tiện khéo léo để diễn nói, khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý duyên khởi. 5. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được dục giới khéo léo? Dục giới có tham dục, dâm dục, sắc tướng, tâm thức. Dục giới có 6 cõi trời: trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Tất cả chúng sinh ở dục giới đều có tâm dâm dục. Nếu đoạn dục khử ái thì thoát khỏi 3 cõi. 6. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được sắc giới khéo léo? Sắc giới có sắc tướng, tâm thức, tức cũng là thế giới có sắc có thể thấy. Sắc giới có 18 cõi trời: trời tứ thiền, trời vô tưởng, trời ngũ bất hoàn. Đều tu tập thiền định, dùng công phu thiền định cạn sâu làm thước đo, hoặc đi lên hoặc đi xuống. 7. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được vô sắc giới khéo léo? Vô sắc giới chỉ có tâm thức mà thôi. Nếu tư tưởng tâm thức đoạn trừ thì thoát khỏi 3 cõi, đến được địa vị thánh nhân. Vô sắc giới có trời tứ không, do đó 3 cõi không an như là nhà lửa. Chúng ta người tu hành phải sinh tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, thì thoát khỏi nhà lửa, đạt được cõi thường tịch quang. Có bài kệ này nói rất có đạo lý: lục dục các trời đủ năm tướng suy, trên cõi tam thiền có nạn gió, dù có tu đến cõi phi phi tưởng, chẳng bằng đi về Tây Phương. Người ở trên trời lục dục cũng có sinh tử, khi sắp hết tuổi thọ thì phát sinh năm hiện tượng suy bại. 1. Mũ hoa trên đầu héo. Người trời đội mũ hoa rất đẹp đẽ, vĩnh viễn chẳng héo úa, khi tuổi thọ hết thì tự nhiên héo úa. 2. Quần áo dơ bẩn. Quần áo của người trời rất sạch sẽ, chẳng cần giặt rũ, khi tuổi thọ hết thì tự nhiên hiện ra bụi bặm. 3. Hai nách ra mồ hôi. Thân thể người trời rất thanh khiết, chẳng ra mồ hôi, khi tuổi thọ hết thì hai nách tự nhiên ra mồ hôi. 4. Thân thể hôi hám. Người trời giữ gìn năm giới cho nên tỏa ra mùi thơm, khi tuổi thọ hết thì tỏa ra mùi hôi thối. 5. Chẳng ưa chỗ ngồi. Người trời tu tập thiền định, đoan nhiên tránh tọa,
Khi tuổi thọ hết thì nghiệp chướng hiện tiền, thấy tướng suy phát sinh, đứng ngồi không yên, ngồi rồi đứng dậy ngồi xuống, như vậy nhiều lần thì chết, tùy theo nghiệp mà đi đầu thai. Tuy nhiên trên trời sung sướng nhưng chẳng phải là nơi cứu kính. Chúng ta Phật giáo đồ đừng hy vọng sinh về trời, vì trời vẫn còn luân hồi, chỗ thoát khỏi ba cõi. Dù sinh về trời tam thiền vẫn có nạn gió lớn, vì cõi trời tam thiền quá sung sướng sẽ khiến cho người mất đi đạo nghiệp. Người chân chánh tu hành thì phải lìa khỏi cõi trời này, đừng luyến ái sự vui sướng. Khi ba nạn lớn phát sinh thì nạn gió lớn sẽ thổi tan trời tam thiền, cho nên cũng chẳng phải là nơi cứu kính. Dù tu đến cõi trời cao nhất của tam giới là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, cũng chẳng phải là nơi cứu kính, chẳng bằng chuyên tâm niệm Phật, nghiệp sạch tình không, vãng sinh về cõi cực lạc, cùng tu với thiện nhân cùng thành Phật, thường nguyện trở lại phổ độ chúng sinh, lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 8. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được quá khứ phương tiện? Quá khứ chư Phật cùng dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa tất cả chúng sinh. 9. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được vị lai khéo léo? Vị lai chư Phật cũng dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa tất cả chúng sinh. 10. Bồ Tát tu hành làm thế nào để được hiện tại khéo léo? Hiện tại chư Phật cũng dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về giác, cải tà theo chánh, thoát khỏi ba cõi, sinh về tịnh độ. Tại sao chúng ta phải ăn cơm? Vấn đề này phải nghiên cứu rõ ràng. Vì ăn uống là thuốc trị bệnh đói khát, cho nên phải ăn vật ăn, phải sống mới tu hành. Do đó mượn giả tu chân, ăn uống là trợ giúp tu đạo. Các vị phải chú ý, chúng ta ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Người sống phải có công với đời, có đức với dân, có lợi ích cho toàn nhân loại. Nếu như vậy thì đời người mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Nếu sống để ăn uống thì chỉ là cục thịt biết đi mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì hết. Trách nhiệm của chúng ta là đem sự lý mà mình minh bạch đi giáo hóa người chẳng minh bạch sự lý, khiến cho họ được minh bạch. Do đó lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình, để độ người đời phải có tinh thần người đói là mình đói, người lạnh là mình lạnh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Khi Nhật Bản xâm chiếm Đông Bắc Trung Quốc thì dự bị chiến tranh, khắp nơi tu sửa công trình phòng vệ, khắp nơi bắt làm lao công. Vì công tác trong băng thiên tuyết địa, dân chúng ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm, bị chết đói. Người bị lạnh chết không biết là bao nhiêu, đây tức là tạo kiếp. Lúc đó tôi đang thủ hiếu ở mộ của mẹ tôi, một ngày nọ, có một người thân đến nói chuyện về đời sống của người lao công rất bi thảm. Tôi nghe rồi liền phát nguyện, ngày ăn một bữa, chẳng mặc đồ bông lụa, gạo và vải còn lại, có thể bố thí cho những người chẳng có cơm ăn và áo mặc. Đây là tâm nguyện của tôi. Có người nói ngày ăn một bữa không phải là Phật chế, vì bạn chẳng xem kinh 42 chương cho nên mới nghĩ như thế. Trong kinh có nói ngày ăn một bữa ngủ dưới gốc cây, đây chẳng phải là Phật chế chăng? Tôi đọc kinh 42 chương cho nên đề xướng ngày ăn một bữa. Sau khi đến nước Mỹ rồi chủ trương ngày ăn một nữa,